Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với buổi lễ trao giải chỉ vàng 4 số 9 trong tuần thứ 2 và công bố kết quả bốc thăm may mắn tuần thứ 3 nhân dịp tri ân khách hàng mừng sinh nhật Di Động Việt lần thứ 6. Và vị chủ nhân may mắn của chỉ vàng 4 số 9 trong tuần thứ 2 chính là vị khách hàng Ngô Bá Nhất ở địa chỉ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ vị khách hàng may mắn này quý vị nhé. Xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu đôi nét về mình cho quý vị cùng biết được không ạ? Là mình tên là Ngô Bá Nhất, hiện tại mình đang công tác cơ điện tại công ty Hòa Phát. Thì cảm thấy rất là may mắn khi là vô tình mua hàng ở bên Di Động Việt, thì là chỉ là cuộc nói chơi thôi, thì giờ đã trúng được chỉ vàng thì cảm thấy rất là vui. Thì là cũng chúc Di Động Việt là luôn luôn có những khách hàng và giữ chọn được cái nét là thân thiện với khách hàng và được cái tiêu chí của công ty đề ra. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và khi nhận được cuộc điện thoại thông báo từ phía Di Động Việt thì cảm nhận anh lúc đó như thế nào? Thì lúc đó mình cũng giống như là mình cũng nói với bạn là bạn bè của mình là đi mua hàng Di Động Việt đợi trúng một chỉ vàng. Thì buổi tối đó vừa ăn cơm xong thì là có cuộc gọi điện của bên tổng đài viên gọi điện tới. Thì là mình cũng hơi bất ngờ, nhưng mà suy nghĩ chị lại không biết là do bạn bè cho mình hay là bên Di Động Việt. Thì lúc đó thì bên cộng tổng đài viên có nói là trên YouTube có up lên clip đó, thì mình lên coi thì lúc đó thực sự là người nó lân lân. Rồi, xin được chúc mừng anh rất nhiều. Rồi, hy vọng thì sau này anh sẽ tin tưởng Di Động Việt hơn nữa và sẽ là một khách hàng thân thiết của Di Động Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác nhận thông tin để cùng nhận giải anh nha. Rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ nhờ đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Di Động Việt, anh Nguyễn Hoàng Dũng, phòng marketing sẽ trao giải cho vị chủ nhân may mắn của chúng ta. Xin mời anh. Vâng, xin được cảm ơn anh Dũng rất nhiều và xin được chúc mừng anh nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi lễ công bố chủ nhân của chỉ vàng may mắn trong tuần thứ 3. Và xin mời anh nhất giúp chúng tôi tìm ra vị chủ nhân của lá thăm may mắn anh nha. Và anh giúp chúng tôi là lắc đều thùng phiếu lên. Dạ. Lắc mạnh lên. Và kính thưa quý vị, đây là thùng phiếu mà được chúng tôi tổng hợp từ đầu chương trình tới giờ. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra vị chủ nhân may mắn kế tiếp sở hữu chỉ vàng 4 số 9 trong tuần thứ 3. Và xin mời anh mình quay mặt đi chỗ khác và chọn ra một lá thăm may mắn. Vâng, và kính thưa quý vị, như vậy là chủ nhân của chỉ vàng 4 số 9 trong tuần thứ 3 đã tìm ra được là ai. Và người này là ai? Chúng tôi sẽ nhờ vị khách hàng may mắn của chúng tôi công bố quý vị nha. Khách hàng may mắn trong tuần thứ 3 là Hứa Lập Chi, địa chỉ 57 đường 13 khu phố 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chứng minh dân 0249 37709. Số điện thoại 096 8877 285. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và xin được chúc mừng vị khách hàng may mắn Hứa Lập Tri ở địa chỉ số 67 đường 13 khu phố 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số chứng minh nhân dân 0249 37709. Số điện thoại 0968 877 285. Chính là vị chủ nhân sở hữu chỉ vàng 4 số 9 trong tuần thứ 3 này. Và chúng tôi sẽ liên lạc vị khách hàng này ngay trong hôm nay. Và trong vòng 72 giờ đồng hồ kể từ khi chúng tôi thông báo, nếu vị khách hàng này không đến nhận giải thưởng thì theo thể lệ chúng tôi phải hủy bỏ phiếu bốc thăm và tiến hành bốc thăm lại để chọn ra một khách hàng may mắn khác. Và kính thưa quý vị, như vậy là chương trình bốc thăm của chúng tôi đã đi được nửa chặng đường. Chỉ còn lại 3 chỉ vàng 4 số 9 đang chờ đợi tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa hãy nhanh chân đến với Di Động Việt, chỉ cần hóa đơn 2 triệu đồng, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để sở hữu về cho mình những chỉ vàng 4 số 9 vô cùng giá trị. Và bây giờ chương trình bốc thăm may mắn của tuần thứ 3 xin được phép khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.